Xin kính chào bà con, đã quay trở lại với kênh Lưới Đánh Cá A Đấu. Hôm nay A Đấu giới thiệu với bà con cái dòng lưới úp dù. Hàng này được làm theo yêu cầu của bà con. Chất liệu của sợi dù thì là sợi dù của Thái Lan. Còn bên ngoài là cái áo bên ngoài là được đan tay cũng bằng sợi dù. Hàng bên ngoài là đan tay thủ công 100%. Thì đây là những dòng lưới mà làm theo yêu cầu cho bà con. Vì vậy mà khi bà con đưa ra cái thông số, chiều cao, chiều dài và kích thước mắt lưới, A Đấu sẽ làm theo đúng ý cho bà con. Thì hôm nay cái dòng lưới úp dù này A Đấu giới thiệu với bà con nó có khác một chút so với cái dòng lưới úp dù mà A Đấu vẫn hay giới thiệu. Đó là cái phần thắt chân và thắt giữa, cầu giữa là chất liệu là sợi cước cào xe, hay còn gọi là dòng cước sợi xe bện. Hàng này có cái thông số, cái đường kính của sợi của nó là 40 năm. Hàng này thắt như vậy, mục đích của nó là không sợ thấm nước. Thì ở đây dòng lưới úp này á, là dòng lưới úp lối trên mặt nước chứ không phải là dòng lưới úp chìm ở dưới đáy. Tại vì thắt dòng lưới sợi xe, sợi bẹn này, sợi cước này là mục đích để cho nó nổi. Còn cái dòng dù á, khi mà đã thấm nước và cặp chì xung quanh thì nó sẽ chìm rất là nhanh. Thì hôm nay A Đấu giới thiệu cái dòng này là làm theo yêu cầu của khách hàng đặt. Dòng này thì là đánh nổi trên mặt nước, nó y như cái lưới xào. Vì vậy khi về bà con có thể mắc thêm một số cái chai nước ở trên, hoặc là bà con có thể mắc thêm một số cái xào. Nếu không dùng xào thì bà con có thể dùng dây ở giữa, bà con đỡ là nó sẽ nổi ở phía trên mặt nước. Cái này thì kết hợp với cả mồi, sau đó giải ở khu vực cần đánh là đánh cái dòng lưới này rất là hiệu quả. Thì dòng 10m, cao 10m này thì A Đấu chia ra làm hai tầm ở giữa. Hai tầm ở giữa này thì đều có túi rất là sâu, và hai tầm cuối cũng vậy, cũng đều có thịt và túi. Vì vậy khi đánh cái dòng này thì bà con yên tâm là cá vào tầm nào thì nó sẽ dính ở tầm đấy. Bà con có nhu cầu đặt hàng sản phẩm này cứ liên hệ với A Đấu. A Đấu sẽ cung cấp đầy đủ cho bà con tất cả các dòng lưới sản phẩm đánh bắt cho bà con. Một lần nữa kính mong bà con đăng ký kênh và theo dõi A Đấu. Xin cảm ơn.